Ngày 17 tháng 12, ông LBL ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận con của ông là em LJK 14 tuổi bị bố của một bạn học đánh nhập viện. Theo lời kể của con trai ông L, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12, em này đi học về bằng xe đạp thì bị một người đàn ông đi xe máy kề bên rồi dừng xe lao vào đánh ca tới tấp. Người đàn ông này là phụ huynh của một bạn học cùng lớp. Nói về nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa hai bạn học sinh, em K cho biết em và con trai của ông BTM, ngụ thị trấn La Hà, tức là người trực tiếp đánh em, là bạn học cùng lớp. Trước khi xảy ra sự việc, hai em có hiểu lầm về việc giấu đồ dùng học tập nhưng không xảy ra xô xát. Ông L cho biết khi được đưa đến trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa, con trai của ông nôn ói, chảy máu mũi, phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi do tình trạng nặng. K bị sưng đau nhiều vùng đầu mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh nôn ói. Chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán K bị tổn thương nội sọ. Ngoài ra, K còn bị vỡ một chiếc răng, đau quai hàm, phải nằm điều trị tại bệnh viện 4 ngày. Sắp đến kỳ thi nên ông L xin cho con trai về nhà ôn thi, tiếp tục điều trị tại nhà. Sau khi xảy ra sự việc, ông L đã làm đơn trình báo công an huyện Tư Nghĩa và điện lực huyện Tư Nghĩa nơi ông M công tác. Hiện tại công an đã mời ông M lên để lấy lời khai, đồng thời trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của cháu K để điều tra xử lý theo đúng quy định.